Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Cán bộ chân chính không có động cơ vụ lợi cá nhân thì khó bị cám dỗ sa ngã. Quý vị và các bạn thân mến, việc xử lý sai phạm với mục tiêu cuối cùng là làm trong sạch bộ máy, chúng ta phải cho người dân thấy được không có ai ngoại lệ đứng ngoài pháp luật. Năm 2022, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy lên cao với tinh thần không có vùng cấm. Khi những vụ án lớn như Việt Á và chuyến bay giải cứu được phanh phui, điều này nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Trao đổi với báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 13 đã có một số chia sẻ xung quanh công tác cán bộ. Về tính chất, sự vụ hai vụ án trên là khác nhau, tuy nhiên nó có điểm chung là đã thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Trung ương trên tinh thần xử lý sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù cho người đó bất kỳ là ai, nhưng cũng phân biệt các nguyên nhân dẫn đến sai phạm, như ai chủ động, ai vì lý do khác, để tiếp tục ra soát xử lý, qua đó đã tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Qua hai vụ án trên cho thấy việc quản lý cán bộ của chúng ta chưa tốt, có những sơ hở để cấp dưới tham ô, tham nhũng của cải của người dân. Việc xử lý sai phạm với mục tiêu cuối cùng là làm trong sạch bộ máy, chúng ta phải cho người dân thấy được không có ai ngoại lệ, không có ai đứng ngoài pháp luật, điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong năm 2022, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã ban hành gần 30 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc xử lý nhiều cán bộ cấp cao, đương chức và nghỉ hưu theo đúng quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai, đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Việc tham ô, tham nhũng trong vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu đã thể hiện sự kém tu dưỡng đạo đức của một số cán bộ, những người tham tiền, tranh thủ lúc người dân hoạn nạn để đục nước, béo cò. Qua đó đã thể hiện sự nhất quán của Bộ Chính trị khi đã vi phạm thì không có vùng cấm và không loại trừ một ai. Việc xử lý những sai phạm trên đã tăng niềm tin và được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Chúng ta có thể nhận thấy được tinh thần phòng chống tham nhũng trước và sau đại dịch COVID-19 vẫn thể hiện một tinh thần nhất quán, quyết tâm, quyết liệt. Tôi cho rằng mục tiêu của công tác cán bộ đầu tiên là phát hiện, chọn đúng cán bộ để bổ nhiệm, đề bạt, sắp xếp phù hợp với năng lực, sở trường ở từng vị trí thì họ sẽ phát huy tác dụng. Những cán bộ diện này sẽ ít khi mắc sai lầm, nhưng vấn đề cốt lõi là phát hiện đúng. Diện cán bộ, diện thứ hai là được phát hiện đúng và đề bạt đúng. Nhưng trong môi trường làm việc có sự sơ hở về cơ chế chính sách hay luật pháp mà ta quản lý chưa tốt nên họ đã lợi dụng, phạm sai lầm. Diện cán bộ cuối cùng là được đề bạt theo về cánh nên khi xảy ra sai phạm sẽ kéo theo cả dây cán bộ vướng vòng lao lý. Phải thừa nhận rằng việc quản lý của chúng ta có chỗ, có nơi, có giai đoạn còn lỏng lẻo nên mới để có những cán bộ đã tham ô, tham nhũng, sai phạm, rơi vòng lao lý. Tuy nhiên đã sai phạm là chúng ta phải xử lý, cho nên việc theo dõi, giám sát, quản lý cán bộ hậu đề bạt là vô cùng quan trọng. Theo tôi, cán bộ luôn là quan trọng số 1 nên quản lý cán bộ phải sát sao để cán bộ không sai phạm được. Giai đoạn vừa rồi, chúng ta mất rất nhiều cán bộ, điều này rất xót xa bởi để đào tạo được một người có tài về quản lý cũng như chuyên môn ở vị trí cao, mất thời gian dài. Cũng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, trước thực tế xử nghiêm sai phạm có hiện tượng cán bộ co cụm không làm gì để giữ mình như một đại biểu Quốc hội từng phát biểu tại nghị trường là có hiện tượng cán bộ đảng viên tha đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa. Việc cán bộ có tâm lý e dè, lo sợ là có bởi họ cũng là con người. Vừa qua rất nhiều cán bộ trong nhiều ngành, lĩnh vực đã bị đưa ra xử lý do có sai phạm. Tuy nhiên, nếu là các đồng chí cán bộ chân chính, làm việc vì nhân dân, họ sẽ vượt lên được, không ngại ngùng lao vào công việc và có lỡ sai vẫn sửa được bởi họ không có động cơ vụ lợi. Ví như trong ngành y, lãnh đạo các bệnh viện nào mà đấu thầu trang thiết bị y tế, thuốc đúng quy định để điều trị cho bệnh nhân thì không thể kỷ luật họ được. Hiện nay dân trí rất cao, dân hiểu pháp luật nên biết phân biệt phải, trái và tất nhiên họ sẽ hiểu ai làm vì dân, ai không vì dân. Tất nhiên, ta cũng phải có cơ chế bảo vệ những cán bộ dũng cảm vì dân.
Trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc in ấn phát hành sách giáo khoa năm qua, cũng có nhiều vấn đề ồn ào. Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận về những sai phạm thiếu sót của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam giai đoạn 2014-2018 trong việc lựa chọn nhà thầu in ấn dấu hiệu lợi ích nhóm với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát hành sách bài tập. Bà có đánh giá gì về vụ việc này? Vấn đề lãng phí sách là đã có, nhưng phải phân khúc xem nguyên nhân tại ai, công đoạn nào, ở chỗ nào mới giải quyết được. Vấn đề về sách giáo khoa đã được dư luận bàn tán từ lâu, cũng như được nêu ra tại Quốc hội. Việc lãng phí đã rõ, nhưng phải tìm rõ lãng phí ở công đoạn nào, nguyên nhân vì sao. Theo tôi, phải xác định rõ trách nhiệm mới có thể hạn chế được việc này làm lại. Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận và có kiến nghị cụ thể. Chắc chắn năm nay, việc này sẽ được tiếp tục làm rõ và xử lý trách nhiệm. Thời gian vừa qua là giai đoạn khó khăn với chúng ta. Việc xem xét kỷ luật cán bộ không phải đơn giản, làm chuyện này rất xót xa. Bây giờ chúng ta phải làm trong sạch bộ máy bằng cách bổ sung thêm những cán bộ có phẩm chất, năng lực và tuân thủ luật pháp, song phải có thời gian, không thể ngày một, ngày hai được. Nếu trong công tác cán bộ mà chúng ta thể hiện nghiêm túc, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và hưởng thụ thì chắc chắn chúng ta sẽ có cán bộ tốt nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng. Cán bộ ngành nào cũng quan trọng, nhưng cán bộ ngành giáo dục quan trọng ở chỗ, sản phẩm của họ là con người, cán bộ trực tiếp quản lý những ngành khác. Bởi vậy, công tác cán bộ nguồn lực quan trọng số 1 trong phát triển bền vững đất nước. Bởi vậy, rất cần những người thầy, ra thầy thì trò sẽ ra trò. Tuy nhiên, để có những người thầy như nhân dân mong muốn thì chúng ta cần có cơ chế cụ thể, lương bổng, chế độ đãi ngộ. Đối với ngành giáo dục, để thu hút và chọn được người tài giỏi và sư phạm, hãy chăm lo sao để các thầy, các cô luôn tận tâm với nghề, không phải chân trong, chân ngoài, tập trung tuyệt đối vào công việc dạy dỗ học sinh, đồng thời tạo môi trường dân chủ, bình đẳng để các thầy, cô giảng dạy và phấn đấu. Hãy chăm lo một cách thiết thực đến cuộc sống của các thầy, cô giáo, để giáo viên dạy thật thì học sinh mới học thật. Đó là sự mong mỏi của nhân dân, của xã hội với ngành giáo dục. Nóng, giảm mạnh quỹ bình ổn, xăng vẫn tăng gần 1.000 đồng trên lít từ 19 giờ hôm nay. Thưa quý vị, theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 19 giờ hôm nay, giá xăng E5 RON 92 bán lẻ tăng 970 đồng trên lít lên 22.329 đồng trên lít, xăng RON 95 tăng 997 đồng trên lít lên 23.147 đồng trên lít. Dầu diesel 0,05S tăng 894 đồng trên lít lên 22.524 đồng trên lít, trong khi dầu hỏa tăng 770 đồng lên 22.576 đồng trên lít. Dầu mazut tăng 570 đồng lên 13.930 đồng trên kg. Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp không trích lập vào quỹ bình ổn giá, đồng thời tăng mức chi từ quỹ này với trích vào quỹ với mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mức chi quỹ với RON 953 tăng từ 103 đồng ở kỳ điều hành ngày 11 tháng 1 lên 950 đồng, E5 RON 92 từ 121 đồng lên 850 đồng. Với các mặt hàng dầu, mức chi sử dụng quỹ vẫn duy trì 0 đồng và giảm mức trích lập vào quỹ về mức 200 đồng một lít kg. Việc cơ quan điều hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sớm hơn 2 ngày so với kỳ điều hành giá theo quy định xuất phát từ việc các doanh nghiệp xăng dầu bị lỗ khá nặng do kỳ điều chỉnh giá trước rơi vào ngày 30 Tết, tức ngày 21 tháng 1 năm 2023. Theo ước tính của các doanh nghiệp bán lẻ, các doanh nghiệp bị lỗ khoảng 2.000 đồng trên lít nên nhiều doanh nghiệp đóng cửa, nghỉ bán trong những ngày Tết. Bộ Công Thương cho biết, trước diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới và tình hình trong nước, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có văn bản trình Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu trước kỳ hạn điều chỉnh là ngày 1 tháng 2 năm 2023. Trước đó, do trùng ngày Tết Nguyên đán, kỳ điều hành giá xăng dầu được lùi về ngày 1 tháng 2 thay vì ngày 21 tháng 1 theo quy định. Cùng với việc điều chỉnh giá, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo và yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm minh các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tự ý đóng cửa, ngừng bán hàng không đúng giá quy định. Các trường hợp vi phạm được phản ánh gần đây sẽ được xác minh, làm rõ, kiên quyết xử lý theo quy định.
Với việc điều chỉnh giá xăng lần này, đây là lần tăng giá thứ 3 tính từ đầu năm 2023 đến nay. Cụ thể, trong 3 ngày đầu năm, giá xăng dầu tăng 2 lần liên tiếp. Theo đó, sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 đã tăng thêm 1.380 đồng trên lít lên 21.350 đồng trên lít. Xăng RON 95 tăng 1.450 đồng trên lít lên 22.150 đồng trên lít và dầu diesel tăng 550 đồng trên lít lên 22.150 đồng trên lít. Việc phải thực hiện hai lần điều chỉnh giá xăng dầu chỉ trong 3 ngày đầu tiên của năm 2023 là theo các quy định khác nhau về quy định thuế bảo vệ môi trường và nghị định về kinh doanh xăng dầu. Tại kỳ điều hành gần đây nhất, ngày 11 tháng 1, xăng E5 RON 92 và RON 95 vẫn giữ nguyên giá so với kỳ trước, trong khi đó giá dầu giảm mạnh. Theo đó, giá xăng RON 95 vẫn giữ nguyên mức 22.150 đồng trên lít, xăng E5 vẫn có giá 21.350 đồng trên lít, giá dầu diesel giảm 520 đồng trên lít, chỉ còn 21.620 đồng trên lít. Dầu hỏa giảm 960 đồng trên lít, giá bán là 21.800 đồng trên lít. Dầu ma rút giảm 380 đồng trên kg, có giá mới là 13.740 đồng trên kg. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 và RON 95, trích lập quỹ với dầu diesel là 605 đồng trên lít, dầu hỏa là 650 đồng trên lít, dầu ma rút là 300 đồng trên kg.